tình yêu của dạ lăng âm đối với diệp mộc dương thâm trầm nhưng khi em gái ruột của hắn gặp hãm hại mà tất cả chứng cứ đều chỉ về phía dạ lăng âm diệp mộc dương không chút do dự đưa ra phán quyết xử tử hình nàng trong thống khổ và tra tấn vô tận dạ lăng âm cứng cỏi bất khuất cho đến khi nàng hấp hối kiệt lực biện giải sự trong sạch của mình diệp mộc dương lại thủy chung không chịu tin tưởng giờ khắc này tâm dạ lăng âm hoàn toàn chết đi thì ra Trái tim của người đàn ông này lại lạnh lùng cứng trắng như đá. Đêm đó tin lăng âm qua đời truyền đến, lý trí diệt mộc dương trong nháy mắt sụp đổ, lâm vào trong bi thống điên cuồng. Chương một. Không phải ta làm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương không hai. Tại sao muốn dạng này đối với nàng? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương không ba không nghe giải thích của nàng bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương không bốn nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương không năm hắn lần nữa hôn nàng bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương không sáu bị ấn vào bể bơi bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương bảy nàng chỉ có thể là nữ nhân của ta bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương không tám ngươi làm sao nhịn tâm bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương không chính. Đây không phải ngươi trừng phạt ta một loại thủ đoạn sao? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Bị bắt cóc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.